Sau khi đâm vợ tử vong, đối tượng Đặng Quang Sơn, trú tại tổ dân phố Phố Nối, phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào đã bỏ trốn. Chỉ sau 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào đã phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ được đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội. Vào khoảng 21 giờ ngày 11 tháng 1 tại chung cư Lạc Hồng Phúc trên địa bàn phường Yên Hòa, thị xã Mỹ Hào, do mâu thuẫn cá nhân giữa hai vợ chồng Đặng Quang Sơn và chị Lê Thị Bờ là vợ Sơn đã xảy ra xích mích dẫn đến xô xát. Sơn đã dùng một thanh kiếm đâm vào ngực bên phải của chị Bờ. Đối tượng Sơn sau đó đã bỏ trốn. Hậu quả, chị Bờ bị thương nặng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Phố Nối. Do thương tích quá nặng, chị Bờ tiếp tục được chuyển lên Bệnh viện Việt Đức. Đến 10 giờ ngày 12 tháng 1 năm 2024 thì tử vong. Xác định tính chất đặc biệt nghiêm trọng của vụ án, với tinh thần mưu trí dũng cảm, kiên quyết truy bắt đối tượng, các lực lượng đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, phân công các tổ công tác tiến hành xác minh, lần theo dấu vết đối tượng. Chỉ sau 24 giờ kể từ khi vụ án xảy ra, Công an thị xã Mỹ Hào phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên bắt được Đặng Quang Sơn khi đối tượng đang lẩn trốn tại thành phố Hà Nội.